Ở đây có một con nữa này mọi người. Chào tất cả mọi người nha. Mình đang đi trên đường đi vào trong một khu rừng. Mà lúc nãy giờ là mình ngồi mình nghỉ chân ở ngay chỗ cái con suối này này. Thì còn cái khu rừng là qua khỏi cái con suối này là có một con đường dẫn vô trong cái khu rừng đó. Thì hôm nay mình quyết định là mình vô ở trong khu rừng này trong vòng 24 tiếng đồng hồ. Mình khám phá ở trong rừng này, thử trong rừng này nó có cái gì không? Nó có cái gì đỡ ăn rồi, có cái sản vật gì ở trong cái khu rừng này không? Và mình khám phá xem thử ở trong khu rừng này có con người sinh sống ở trong này không? Thì ba lô của mình mang theo đây. Dụng cụ của mình là rất là đơn giản, chỉ có một cái cần câu này. Một cái rựa này. Cái rựa đi rừng thì luôn luôn phải cần có một cái rựa để cho giữ an toàn ha. Thì bây giờ mời các bạn cùng theo chân mình. Kia đi leo lên cái dốc kia là bắt đầu là có con đường mòn dẫn vô trong khu rừng đó. Bây giờ mà mình sẽ băng qua cái suối này. Thì mời tất cả mọi người cùng theo chân mình suốt cái hành trình 24 giờ này, thử là trong nội dung của video mình khám phá được những gì nha. Con suối này nước nó hơi cạn nha mọi người. Cho nên là nếu muốn câu cá thì chắc phải tìm cái chỗ nào có nước động và nước lớn một tí mới câu mới có cá được. Ở trong này là suối cạn không à mọi người ạ. Suối cạn. Có cần câu đây mà không biết chỗ nào để câu luôn. Trời quá mọi người. Nước cạn quá luôn. Nước cạn mà nước suối trong vắt luôn. Không có chỗ nào để câu luôn. Ồ, đây một con cua. Mình sẽ dựng một cái lều ở đây. Mình qua đêm ở đây luôn. Tí nữa mình dựng lều xong rồi mình kiếm cái gì đó để buổi tối mình ăn.
sắp xong cái lều rồi. Bây giờ mình đi kiếm một ít lá khô nữa mình phủ lên là xong. Rất nhanh thôi là mình đã có một cái lều rồi. Sắp xong rồi. Xong. Cuối cùng thì cũng xong cái lều. Ấm áp đúng không? Bây giờ mình nghỉ một tí rồi mình đi xuống cái con suối chỗ kia. Đấy. Con suối nằm đằng xa kia. Nhưng mà suối mùa này nước cạn quá mọi người ơi. Cho nên là không biết có cái gì ăn không. Ở đây có một con nữa này mọi người. Hai con. Ui. Con cua này mà nó kẹp một phát là xác định luôn ấy. Hai con. Không có cái gì bỏ luôn mọi người. Để mình kiếm cái gì mình bỏ ra. Ồ, đây suối đẹp quá. Ở đây có một đoạn rất là đẹp. Nhưng mà chỗ đây cũng câu không được mọi người ơi. Nước cạn lắm. Ở đây chỉ có cua, chắc là cua thôi. Không có cái gì để bỏ hai con cua luôn. Mình đã có một cái bầy rồi. Đây. Được 3 con. Được 3 con rồi mọi người. Bây giờ mình quay lại ở chỗ cái lều của mình. Đi xa quá rồi. Đây mọi người thấy con gì đây không? Trên đường mình đi về tấp liều á thì mình lại bắt gặp thêm một em nữa. Ôi ôi em này to nha. Ôi ôi. Ôi ôi. Rồi 4 con. Mấy con cua suối này ăn rất là ngon đúng không?
Mấy con cua này chín hết rồi mọi người. Bây giờ đã xem thử bây giờ là mấy giờ rồi. Bây giờ là 3:30. Mình ăn chiều thôi. Chiều rồi. Ôi. Cái con cua lớn nhất này nó có cái càng này này. Nó giòn lắm. Nên nó ngọt. Ngọt cực kỳ luôn. Đúng là cua suối có khác. Mình có nghe mọi người thường nói là ăn cua suối á, là nó dễ bị sốt rét. Mà không biết là mình ăn 4 con cua này có bị sốt rét hay bị cái gì không. Nhưng mà mình thấy nó rất là ngon. Cái nước của nó ngọt. Mà cái cỡ cả cái vỏ nó cũng rất là ngọt luôn. Nói chung là cua suối ăn rất là ngon. Nhưng mà nghe mọi người nói là ăn cua suối là dễ bị cái gì sốt rét rồi bị đại loại là bị cái gì ta, giống như là bị cảm lạnh sốt rét cái gì đó. Nhưng mà mình không biết là mình ăn có bị sao không, chứ mà mình ăn mình thấy rất là ngon. Con nào cũng rất là ngon, ăn cỡ kể mấy cái càng mình cũng ăn hết luôn. Bây giờ là mình hồi trưa giờ mình đi quá là nhiều luôn, giờ nghẹt mũi rồi. Tắt luôn ngủ.
mình có thói quen là thích uống cà phê vào buổi sáng, cho nên là lúc nào trong ba lô mình cũng có mang theo cà phê để mà sáng là mình hay chứa cà phê mình uống lắm. Các bạn xem video của mình đó, nhớ là đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở các bạn những video tiếp theo.